Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin từ Hà Nội trở về, Thủ tướng Nhật cho triệt phá ổ tội phạm Việt Nam. Vài ngày sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Suga và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 trở về Nhật Bản, cảnh sát tại Nhật đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm trộm cắp quy mô lớn cũng như răng lưới bắt nhiều cá nhân vi phạm luật gây phẫn nộ dư luận Nhật Bản trong suốt thời gian vừa qua. Mới đây nhất là vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, cảnh sát của tỉnh Saitama đã tái bắt giữ một người đàn ông Việt Nam 29 tuổi với cáo buộc giết mổ lợn trái phép. Đây là hình ảnh các bài báo của Nhật Bản đưa tin về sự kiện lấy phòng tắm làm nơi giết mổ lợn một người đàn ông Việt Nam tại Saitama đã bị bắt giữ. Nghi phạm được cho là có tên Trần Xuân Công, sống tại thị trấn Kamisato, tỉnh Saitama, phía bắc thủ đô Tokyo, không có nghề nghiệp. Nghi phạm đã từng bị bắt vào ngày 11 tháng 10 vừa qua do vi phạm luật nhập cảnh tị nạn khi cảnh sát kiểm tra máy điện thoại thì phát hiện có ảnh ghi lại cảnh giết mổ lợn tại phòng tắm. Vụ giết mổ lợn trong nhà tắm không có giấy phép được cho là xảy ra từ vài tháng trước. Hiện cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra xem nghi phạm có liên quan đến việc mất trộm gia súc hàng loạt gần đây hay không. Trước đó, vào ngày 26 tháng 10 năm 2020, truyền thông Nhật Bản đưa tin tổng cộng có 13 người Việt Nam bị bắt liên quan đến các vụ trộm gia súc. Tổng cộng số gia súc bị ăn trộm 670 con tại thành phố Ota, tỉnh Kuma. Đây là sự việc làm chấn động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Trả lời câu hỏi tại sao cảnh sát nghi ngờ rằng nhóm người Việt Nam trộm cắp gia súc và hoa quả ở đây. Đây là hình ảnh thống kê số lượng gia súc, gia cầm, hoa quả tại một số tỉnh ở Nhật Bản. Tổng số thiệt hại là 3.336 triệu yên, tương đương với 6,8 tỷ đồng Việt Nam. Trang Suki Express dẫn lời lại tin từ Kuma TV cho biết, trong nhóm 13 người bị bắt, có hai nhân vật trung tâm, đó là Lê Tú Toàn, 39 tuổi, kinh doanh karaoke, và Vũ Hoài Nam, 35 tuổi, thất nghiệp. Phía cảnh sát điều tra trên Facebook thấy nghi phạm Toàn đăng nhiều hình ảnh thịt lợn đang quay và hoa quả nên nghi ngờ có liên quan đến các vụ mất gia súc và hoa quả gần đây. Hơn nữa, cảnh sát phát hiện nhóm người trên đã nhiều lần vận chuyển hoa quả tại trung tâm chuyển hàng của thành phố Ota theo sổ sách của trung tâm ghi chép được. Vào ngày 26 tháng 10, khi lục soát, cảnh sát phát hiện ra 30 con gà đông lạnh ở phía dưới sàn nhà nên hiện đang tổ chức điều tra theo hướng trộm cắp. Theo cảnh sát điều tra, số lượng bị mất cắp tại 4 thành phố của tỉnh Kuma gồm 719 lợn sữa, 144 con gà con, 2 con bò, 1.500 quả lê và 80 chủng nhỏ. Ngoài ra, còn có 8 vụ mất cắp của 3 tỉnh khác, tổng cộng số thiệt hại tương đương 6,8 tỷ đồng của Việt Nam. Đến ngày 28 tháng 10, cảnh sát Nhật Bản bắt đầu tiến hành điều tra phía người tiêu thụ. Được biết, nhóm người trên đã giao bán, mời khách trên các trang hội nhóm Baito của người Việt Nam ở đây. Trong 13 người bị bắt, có 10 người là thực tập sinh ở Nhật Bản từ năm 2016 cho đến năm 2019. Nhóm trên mỗi lần giao bán đều đăng ảnh đang quay thịt lợn sữa, hoa quả và ghi đầy đủ số lượng, cân nặng để mời chào người mua, đồng thời thông báo cả địa chỉ nhà. Tuy nhiên, từ khi việc bị ăn trộm đưa lên báo chí, các đối tượng đã xóa nhiều bài viết nhằm thủ tiêu chứng cứ. Theo phía cảnh sát, từ sau tầm giữa tháng 8, trung tâm vận chuyển thành phố Ota đã chuyển nhiều thịt và hoa quả cho nhóm trên. Đây là hình ảnh chụp màn hình truyền thông Nhật Bản đưa tin về quá trình điều tra vụ việc 13 người Việt Nam bị bắt vì nghi ngờ trộm gia súc, hoa quả ở Nhật Bản. Cảnh sát lại tịch thu được nhiều phiếu chuyển hàng do hai người đàn ông của nhóm trên ký tên. Phần lớn người mua là người Việt, trong đó nhiều nhất ở các tỉnh Kuma và Saitama. Lúc đoàn kiểm tra ập đến vào ngày 26 tháng 10, phát hiện thấy ngoài 30 con gà đông lạnh được giấu dưới sàn, còn có nhiều máy gia công thịt và nhiều loại thịt khác đã được cắt nhỏ. Cảnh sát đang điều tra xem nhóm này mua máy gia công thịt từ đâu. Và cảnh sát cũng đang nhanh chóng khẩn trương điều tra phía tiêu thụ đồ. Hiện cảnh sát đã hoàn thiện hồ sơ việc 13 người trên đã vi phạm luật cư trú để vừa gửi cho Viện Kiểm soát vào ngày 27 tháng 10. Vào ngày 28 tháng 10, cảnh sát thành phố Ota, tỉnh Kuma bắt 4 tu nghiệp sinh Việt Nam, độ tuổi từ 20 đến ngoài 30,
do tình nghi vi phạm giết mổ gia súc không giấy phép. 4 người bị bắt đợt này ở khác nhà với 13 người Việt Nam bị bắt hôm 26 tháng 10. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem nhóm 4 người này có quan hệ gì với 13 người bị bắt hôm 26 tháng 10 và có liên hệ gì tới những vụ mất trộm gia súc gần đây trên địa bàn tỉnh hay không. Trước sự việc 13 người Việt Nam bị bắt do nghi ngờ trộm gia súc, người Nhật đã nói điều gì? Tờ báo Suki Express đã trích dẫn một số bình luận như sau. Một tài khoản viết Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam là ba nước tội phạm nhiều nhất. Trung Quốc tội phạm công nghệ, Hàn Quốc vào nhà vắng chủ và móc túi, Việt Nam thì trộm cắp. Có người thì bình luận như sau. Nhìn thấy mấy người này không giống du học sinh hay thực tập sinh, nhìn giống bọn xã hội đen của Việt Nam. Đây không phải là tội phạm kiểu bình thường. Chính phủ đã quá dễ dãi khi cho bọn họ nhập cảnh. Và hãy tịch thu tài sản của họ rồi tống về nước, từ chối nhập cảnh vĩnh viễn họ và gia đình của họ. Nếu không làm được, thế thì tình trạng người nước ngoài phạm tội không thể hết được. Có người thì bình luận như sau. Không phải là tôi thành kiến hay phân biệt đối xử, nhưng những người bị hại quá đáng thương. Có vẻ như đằng sau là một tổ chức tội phạm bí mật. Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu và tổng phạm thì quả là nguy hiểm. Còn cộng đồng người Việt Nam ở Nhật thì nghĩ gì về điều này? Đây là hình ảnh chụp màn hình truyền thông Nhật Bản đăng tin thêm 4 người Việt Nam bị bắt tại Kuma vào hôm 28 tháng 10 năm 2020 vì giết mổ gia súc trái phép và nghi ngờ liên quan đến trộm cắp gia súc. Bài viết Im lặng không làm ta vô can của một người Việt ở Nhật Bản đã tổng quát hết được những trạng thái cảm xúc của người Việt Nam cũng như hậu quả mà cộng đồng người Việt tại xứ sở mặt trời mọc sẽ phải đón nhận trong thời gian tới. Người này viết như sau. Các trang cộng đồng của người Việt đồng loạt dẫn tin truyền thông Nhật và phản ứng phổ biến là buồn, chán, nhục. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó và rồi mọi việc lại sẽ chìm đi. Nhưng người Nhật không dễ quên như vậy đâu. Hậu quả để lại cho cộng đồng người Việt tại Nhật sau những vụ án có ảnh hưởng lớn như thế này chắc chắn gia tăng kỳ thị vào thời gian tới đối với người Việt. Và cũng sẽ ảnh hưởng trong việc siết chặt tiêu chuẩn cấp visa, khám xét trên đường và thậm chí có thể cả trong thái độ thiếu tích cực của cảnh sát đối với những vụ việc tội phạm trong nội bộ cộng đồng người Việt đang ngày càng nhức nhối xảy ra tại Nhật. Tóm lại, Nhật Bản sẽ trở thành mảnh đất khó sống hơn cho người Việt Nam. Đặc biệt, người này nhấn mạnh sự việc diễn ra đến nông nỗi này một phần lớn xuất phát từ việc tiếp tay và dung túng tội phạm của rất nhiều người Việt Nam khác. Anh viết tiếp như sau. Đồ mà người Việt Nam trộm được không thể tiêu thụ qua các kênh phân phối thông thường. Đồ mỹ phẩm, dược phẩm hay đồ điện tử được gửi về tiêu thụ tại Việt Nam, nhưng thực phẩm thì chỉ có thể tiêu thụ ngay tại Nhật Bản. Với số lượng tới hơn 700 con lợn, số lượng người tiêu thụ lên tới hàng nghìn người. Về bản chất, việc tiêu thụ đồ ăn cắp là hành vi tội phạm có thể bị phạt tù. Lần này, người mua có thể chối phát là mình không biết nguồn gốc để tránh tội. Nhưng một đứa trẻ trung học cũng có khả năng để hiểu rằng con lợn sữa, cả con hay hoa quả với giá chỉ bằng 1/3 giá bán ở siêu thị không thể là của nhà trồng được. Người Nhật mặc dù có cơ hội mua rẻ tương tự nhưng nhìn chung cũng sẽ không hám lợi mà tặc lưỡi. Đặc biệt, người này còn nhấn mạnh bên cạnh hàng nghìn người Việt Nam tiếp tay cho tội phạm thì có hàng chục vạn người dung túng cho hành vi phạm tội. Đây là hình ảnh chụp màn hình truyền thông Nhật Bản đăng tin về vụ bắt giữ 3 người Việt do nghi ngờ ăn cắp hơn 1.060 man tương đương với 2,2 tỷ đồng Việt Nam hàng hóa và tham gia hơn 30 vụ trộm khác hôm 29 tháng 10 vừa qua. Anh phân tích tiếp, do số lượng hàng trộm được quá lớn, việc tiêu thụ không thể giới hạn qua truyền miệng trong người quen mà phải đăng công khai trên một số nhóm lớn trong cộng đồng người Việt tại Nhật. Hình ảnh chụp màn hình của những tin giao bán lợn hay lê cũng được lan truyền sau đó, nhưng không thấy ai nêu ý kiến cần thông báo đến nhà chức trách cả. Không ai tố giác tội phạm. Cả cộng đồng lớn, hàng chục vạn người, điềm nhiên im lặng như việc phạm tội này diễn ra ở một thế giới khác, không phải trên chính mảnh đất mà mình đang sinh sống. Người Nhật khi thấy một người khác vứt rác sai quy định, họ thường sẽ viết giấy dính lên bịch rác để nhắc nhở. Khi thấy ai đó chen hàng ngang, họ cũng lập tức phản ứng. Những cái sai dù nhỏ nhặt được xã hội điều chỉnh và đúng như thuyết cửa sổ vỡ, nó tạo nên những thay đổi lớn lao hình thành nên nền nếp xã hội. Khi cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục thái độ như hiện nay, tình hình tội phạm của người Việt sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đừng coi đó là vấn đề của cảnh sát hay chính phủ Nhật. Chỉ có sự thay đổi từ bên trong của người Việt, bắt đầu từ những điều tử tế nhỏ nhặt nhất mới thực sự là giải pháp.
Đài NHK hôm 28 tháng 10 thì đưa tin cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 10 người Việt Nam, cả nam và nữ, tại căn hộ ở Saitama và Kuma vì tình nghi tàng trữ chất kích thích và ma túy tổng hợp. Cảnh sát Nhật Bản cũng đang tiến hành điều tra với nghi ngờ những người này nhập lậu chất trái phép và bán cho những người Việt Nam khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản tin Từ Hà Nội trở về, Thủ tướng Nhật Bản cho triệt phá ổ tội phạm Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.